rồi. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mi trưa ăn năn mi sám hối tội khi xưa thiếu lần, cầu xin mi các ni đấng hoàng ân Chúa Cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri, cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay với tâm lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn. Cần niềm như thể trăng y lô cầu cho ba tâm trần nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chân cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê ăn năn nghi sám hối được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng thành thì tâm nghi sám hối tỏa vàng được lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn nhà con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiên căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng cô quyền làm người không biết tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to. Khuyên ai chớ có đánh đo đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu biết ngày
được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điển độ mang. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau, tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương quên hằng ký trung tính ở đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ còn hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công y đức ông ở bà, phải chăng vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân là trong, xin khuyên người tỉnh y mộng ăn y nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính y mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong. Ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cùng
đần yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mọi người lẫn nhiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào với lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không còn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tổ thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Ăn ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người cần thế hùng quang thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chữ thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào này thân. Trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba, mấy lời kêu gọi thiết
hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh đông bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thấm ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm nghị tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm, sớm chưa kinh kệ lần đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng xoáy
là uổng thay. Chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong kiên tâm định y tâm như không có gì thường còn nhờ đức từ bi vô tường gì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương thấy người chưa tỉnh thì ương đem lòng khuyên bảo dễ thường có phải chi ai cùng kiên về sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm được tu thân tu là báo bộ tư ân quá hồng ấp lạnh sống thân tại tiền thuốc than bồi bổ không quyên sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời đầm mì bọc giữ gìn tâm môn đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo trên tu hiền ngày ngày cầu nguyện chư thiên
tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù, xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ, tập làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên, hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật Đà. Cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp và độ an thế trần. Xưa kia hung dữ vội phần, hôm nay sửa tâm gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời chính nghi Phật pháp sanh Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng hối lần về quê xưa. Mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa nước về. Kim giai con được hầu kề, hầu cha hầu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành, ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm hao chùi thân tâm. Bỏ sự sai lầm năng hành bố thí diệu tâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng làm sao trắng
cõi thiên đình quá ư vang. Bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nàng sẽ qua. Mong ai quy kính chánh ni tà chọn đường chánh ni đạo đề mà tu tăng tu là biết trọng thánh ni thần. Bà con lại
anh đi tâm kiên tâm đi giữ dần an lòng mà tu niệm thất tình phải hà xa bờ mê bên giác lần qua gặp như bồ tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà còn hướng đời long qua Di Lạc tôn vương Phật xin trời đất chứng minh lòng cổ ai vô biên con thề nguyện
xót thương. Ngày nay trần thế người hiền, pháp tăng ấm tâm bộ kinh khuyên đời. Khuyên đời tu niệm giỏi cao, lưu truyền ba tăng gần xa tu hiền. Nghe kinh Phật màu hộ thiên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu. Lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh viên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương toàn, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tử họ Phan, Lan Anh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức dậy thời, pháp danh đi tăng đi pháp ngày nay đáp đền. Nghĩa ân lại mẹ thượng trình, chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc thân con mẹ họ Lư, đồng ngồi đài liên ngư
sẵn thì để con ngồi mà lên trên ngàn. Tâm thầm hòa quyện trên kinh cầu an gia đạo vui trên thuận hòa. Việc làm mọi việc đắc thành, nguyện cầu thất tổ cứu quyền siêu thân. Nguyện cho cha mẹ hiền tiền, phước tăng lộc thọ biến biến dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Avea Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng thiên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Táp Đài Chứng Minh. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm mi sáng ma hôi tỏa vàng nước lớn. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng nhiều. Mai nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất khó. Khuyên ai chớ có nắng khi đó, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu Amen.
mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A-di-đà Phật. Bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cũng đừng yếm cụ kinh y tân.
vợ chồng phải phải phân phân. Chồng khuyên vợ già mười phần yên vui, đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mọi người lẫn nhiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin Tam Bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngà. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình ráng mà tu tâm.
hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi, giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật tự bi đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bát nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác ráng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tánh đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa, kinh kệ luận đàm thiện nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hờn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng xa
trong bể